Hôm nay Thảo quay video này không nhằm mục đích là quảng cáo các sản phẩm của Minh Thảo đâu. Thảo chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm của các bạn là làm thế nào để mà phục hồi lại làn da hư tổn do mụn, do nám nha chân để lại. Thì cái này là Thảo chia sẻ thật tình luôn, là bản thân của Thảo đã bị như vậy và Thảo đã làm những cái gì để mà có được cái diện mạo hay là cái khuôn mặt như ngày hôm nay. Thì trước khi mà Thảo chia sẻ thì Thảo cũng kể sơ cho các bạn nghe một câu chuyện. Đó là cách đây hơn một năm, cái lúc đó là Thảo mới vừa nghỉ maternity với các bạn. Có nghĩa là cũng hơn 2 năm rồi ha. Cũng hơn 2 năm rồi chứ không phải một năm. Chứ nhớ của Thảo dạo này kém quá. Nhưng mà cũng khá lâu rồi. Thì Thảo mới phát hiện ra là mình có một căn bệnh. Cái lúc mà Thảo mới cắt cái tóc ngắn á, thì cái lúc đó thì da mặt mình còn đẹp lắm, tại vì lúc đó là mình mới phát hiện bệnh thôi và mình chưa có đi vào cái quá trình là điều trị bệnh. Nhưng mà đến khi Thảo điều trị bệnh, Thảo uống thuốc và vào một số liều thuốc, nói chung là lúc đó chỉ vào 4 liều thuốc thôi, thì Thảo không nghĩ là trong một tháng thôi mà cơ thể của Thảo, toàn bộ cơ thể luôn chứ không phải là gương mặt đâu các bạn, nó tàn phá kinh khủng luôn. Nghĩa là lúc đầu nó chỉ nổi những mục li ti và nó nổi lên tay, lên chân hay là lên cổ, lên mặt đồ nhỏ 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 thôi các bạn. Rồi sau đó nó mới những cái mục nhỏ đó nó mới lớn dần. Và có mục nó lớn như là mục nhọt luôn á. Mấy bạn nó mụn mủ là bình thường thôi, nổi mà giúp mấy bạn tưởng tượng thôi, nó nổi như nổi mục nhọt luôn. Nhất là những vùng như là vùng nách nè, vùng bụng nè, hay là những cái chỗ nói chung là tất cả toàn khuôn mặt luôn, nhưng mà nặng nhất là những vùng đó. Rồi nặng nhất là cái mặt của Thảo nè, nhưng mà mặt của Thảo là cái lúc mà nó nổi lên những cái mục mà phải nói là nó lớn như cái mục nhọt á, các bạn tưởng tượng á là cái ngón tay cái của mình vậy nè, là Thảo nổi lên á là một bự như ngón tay cái vậy nè, Thảo nói thiệt luôn. Rồi nổi lên nách nè, nổi lên cổ nè, rồi nổi vô bụng nè, mục nào mục nấy là nó to khủng khiếp luôn, ai nhìn Thảo cũng sợ hết. Và lúc đó hầu như là Thảo không dám đi đâu hết, Thảo ở nhà. Ví dụ như bạn bè rủ đi ăn tiệc chẳng hạn, đi họp lớp hay là có những cái đám tiệc, đám cưới, sinh nhật rồi vân vân, thì hầu hết là ông xã Thảo đi giùm Thảo hết. Và Thảo đều luôn nói với các bạn một câu là Thảo bận, Thảo không đi được. Nhưng mà thật ra giai đoạn đó là một cái giai đoạn mà Thảo khủng hoảng nhất. Phải nói là một giai đoạn Thảo khủng hoảng nhất. Tới cái thời điểm hiện tại này á, Thảo còn không muốn nhắc tới nữa. Và hôm nay á, là Thảo ngồi ở đây, tối hôm nay Thảo ngồi ở đây, Thảo chia sẻ cái điều này cho các bạn. Đó là một dũng khí luôn. Và Thảo sẽ chia sẻ những cái hình ảnh mà trước đó Thảo đã bị như thế nào. Và nói chung là Thảo hơi tiếc một điều rằng á, cái lúc mà Thảo bị nặng nhất đó các bạn, thì Thảo đã không đủ bản lĩnh để mà chụp lại hay là quay lại những cái lúc đó, những hình ảnh mà các bạn coi sau này á, nói chung là nó cũng khủng khiếp lắm, nhưng mà thực chất là những hình ảnh đó nó chỉ 70% thôi. Lúc đó là Thảo bị khoảng 70 hay là 60-70% thôi, chứ còn lúc sau này á, Thảo nặng hơn nữa là Thảo đã quăng hết tất cả điện thoại, quăng hết tất cả kính, Thảo không dám nhìn mình luôn, nó khủng khiếp lắm, phải nói là thật là khủng khiếp luôn. Mà trước đó là da mặt của Thảo rất là đẹp các bạn. Có nghĩa là khi mà Thảo còn làm ở VNPT hay Thảo đi dạy á, một số em nhỏ hơn á, hay nói là cô ơi hay chị ơi, rồi sao mà ở tuổi này mà sao da của cô hay là của chị á, nó rất là đẹp. Thảo không phải là tự khen mình đâu, mà phải nói là lúc đó là da của Thảo rất đẹp, da tay, da chân hay là da mặt nó rất là mịn màng và đẹp, và hầu như không nổi bất kỳ một mụn mụn nào, kể cả là trong ngày đèn đỏ hay là ăn những cái thức ăn nóng. Thảo rất là thích uống trà sữa nè, Thảo rất thích ăn bánh tráng trộn hay là ăn xoài chấm mắm ruốc, nhưng mà Thảo không hề bị mụn nổi một mụn mụn nào hết nha các bạn. Da Thảo rất là đẹp, thậm chí là lâu lâu mà nếu mà lỡ mà trang điểm bị dị ứng á, nổi một hay mụn nhưng mà nó cũng lành rất là nhanh và nó không hề để lại bất kỳ một sẹo hay gì cả. Nhưng mà đến khi Thảo truyền thuốc, có thể là do thuốc ngấm vào cơ thể và phát ra những chất độc, hay là Thảo bị dị ứng thuốc, thì Thảo mà thì bắt đầu cơ thể của Thảo mới phản ứng lại với những cái phản ứng đó, và nó nổi lên
nổi lên mày nói là kinh khủng luôn. Các bạn nhớ nha, nhớ coi hết video này, vì Thảo chèn những hình ảnh, những cái clip lúc mà Thảo bị khoảng tầm 60 đến 70% á, lúc mà Thảo còn tỉnh táo để mà quay lại được á, và có cái lúc mà Thảo đã phục hồi được một phần mấy rồi đó, thì Thảo có tỉnh táo để mà quay lại á. Còn trước đó thì phải nói là Thảo bị sốc. Và Thảo nhắc tới mà Thảo còn không dám nghĩ tới luôn á các bạn. Đây là có một lúc á là Thảo nghĩ quẩn luôn á. Thảo nhìn thấy mình ở trong gương cũng như là những cái kết quả xét nghiệm, Thảo nghĩ quẩn luôn. Thảo không muốn làm bất kỳ một thứ gì cả, Thảo không muốn ăn uống một cái gì cả. Thì bắt đầu xin lỗi tại vì nó hơi xúc động một tí xíu. Có nghĩa là tại cái thời điểm đó Thảo chỉ nghĩ là nếu như mà mình không còn trên đời này nữa thì mình có bớt đau đớn hay không, mình có bớt xấu xí như vậy không. Tại vì bản thân trước đó không phải là một người quá đẹp hay quá hoàn hảo, nhưng mà điều mình vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng mà tại cái thời điểm mà Thảo kinh khủng nhất như vậy, Thảo không dám nhìn mình trong gương. Và Thảo rất là may mắn ở một điều đó là có ông xã. Ông xã của Thảo đã chở Thảo đi tất cả các thẩm mỹ viện và spa ở trên thành phố luôn đó các bạn. Thảo phải tắt video này và Thảo quay lại để Thảo lấy lại bình tĩnh. Thì ngay lúc đó là ảnh đã chở Thảo đi tất cả các thẩm mỹ viện và spa 5 sao trên thành phố luôn. Và có một số spa hay thẩm mỹ viện á, người ta đồng ý trị liệu cho Thảo, nhưng mà người ta nói chỉ tái tạo lại khoảng 30 đến 40% thôi. Còn có một số chỗ á, thì người ta biết mình vẫn còn đang điều trị thuốc á, mình còn vẫn còn đang điều trị bệnh của mình á, người ta không nhận, người ta không nhận, người ta từ chối ra về luôn. Nhưng mà sau đó thì ông xã Thảo cũng có đóng tiền cho Thảo ở ba thẩm mỹ viện rất là lớn ở Sài Gòn, đó là những thẩm mỹ viện 5 sao. Và các bạn biết rồi đó, một liệu trình không có phải rẻ, tới mấy chục triệu luôn, có nghĩa là cả 100 triệu cho nó luôn. Nhưng mà khi mà Thảo điều trị lần đầu tiên á, thì thí dụ như á, Thảo nghĩ những cái gương mặt mà bình thường á, các bạn đến các bạn bắn laser đồ dân dân thì chắc cũng không có bị như vậy đâu. Nhưng mà tại cái thời điểm đó thì da của Thảo đang bị gọi là nó rất là mong manh, nó rất là yếu đuối, nên là cái làn da nó đang bị hư tổn nè. Nên khi mà bắn những cái tia laser đó vào á, rồi nó rát lắm các bạn, nó rát như là bị bỏng hay là bị gì đó. Thảo chịu không nổi và Thảo nói với ông xã Thảo là Thảo bỏ cuộc. Vậy là ông dẫn Thảo đến chỗ thứ hai rồi đến chỗ thứ ba, và khi mà ba chỗ đều như nhau như vậy hết, và Thảo quyết định Thảo không làm gì nữa, Thảo mặc cho số phận luôn. Thảo cảm thấy là trời trời đất hay là đen tối suy sụp tại thời điểm đó. Và khi mà Thảo nghĩ đến hai đứa con của mình, bé Na lúc đó chưa 2 tuổi nữa các bạn, nó còn quá nhỏ mà. Nghĩ thôi, nếu mà mình có cái gì đó mình bỏ nó lại thì nó sẽ sống như thế nào, rồi còn với hơn, rồi còn những người ở lại, ba mẹ ngoại hay là anh chị hai của Thảo nữa. Nói chung là Thảo nghĩ đến gia đình, đến tất cả mọi người luôn. Và Thảo cảm thấy rằng mình phải tiếp tục sống, mình phải tiếp tục đấu tranh, có nghĩa là mình phải điều trị chữa bệnh cho hết cái đã. Tinh thần mình lạc quan á, thì mình sẽ hết bệnh. Ngay lúc đó là Thảo chỉ nghĩ đến như vậy thôi. Và Thảo cố gắng mỗi ngày, Thảo không nghĩ đến một cái gì gọi là bệnh tật, mình cứ nghĩ là như người bình thường. Thảo nói với lại ông xã Thảo á, là cứ coi Thảo như một người bình thường, dẹp hết tất cả các gương luôn. Thảo không nhìn mình trong gương các bạn, không nhìn. Và khi mà những cái thiết bị nào mà có phản xạ mà có thể chiếu thấy hình ảnh của mình ở trong gương. Và những lần đó Thảo cứ nghĩ là mình rất là xinh đẹp, tại sao mà mình dễ thương như vậy. Lúc nào cứ mở mắt dậy là Thảo lại nghĩ như vậy, những đêm mà Thảo ngủ không được á,
giống như con khùng vậy á, cứ đi cứ nghĩ ở trong đầu, ô cô bé này dễ thương quá, cô bé này dễ thương quá, đếm cả ngàn lần, hết ngàn lần như thế luôn, cứ nói một câu đó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại suốt luôn. Và cái giai đoạn đó thì bây giờ nó cũng qua rồi, nhưng mà tại vì nhắc tới thì nhiều lúc Thảo vẫn còn một cái, Thảo hơi xúc động một tí xíu. Các bạn tí nữa sẽ xem lại một số cái hình ảnh để các bạn thấy rằng cái lúc đó là Thảo như thế nào và Thảo vượt qua nó được như thế nào. Và hôm nay Thảo lên đây để Thảo muốn khuyên các bạn rằng nếu mà lỡ chúng ta có bị bệnh thì chúng ta cũng nên cố gắng để mà chữa bệnh. Nếu chúng ta có xấu, da chúng ta có bị mụn, bị nám hay là khuôn mặt của chúng ta có bị tàn phá gì đó thì chúng ta sẽ cố gắng tìm tất cả những cái biện pháp để mà chúng ta đẹp hơn. Nói chung là xấu á, thì rất là dễ, xấu để làm nên đẹp rất là dễ, nhưng mà giữ gìn sức khỏe cái điều đó là điều quan trọng nhất các bạn. Và nếu mà lỡ chúng ta có lỡ mà mất phải một cái chứng bệnh nào đó hiểm nghèo chẳng hạn, chúng ta hãy giữ một cái đầu á, một cái tinh thần thật là lạc quan, lúc nào cũng vui vẻ hết. Thảo hầu như là ngày nào cũng ca hát vui vẻ, Thảo coi tất cả các chương trình hài ở trên truyền hình, thậm chí là Thảo không đến bệnh viện nha, Thảo xin việc điều trị ở nhà luôn, cứ tới lúc mà cần phải vô thuốc thì Thảo đến bệnh viện, còn không thì Thảo ở nhà. Thảo nghe hết tất cả các chương trình hài rồi vân vân. Và Thảo thấy rằng á, cái liều thuốc đó là hiệu quả nhất, rất là hiệu quả nha các bạn. Khi mà tinh thần của chúng ta lạc quan, chúng ta nghĩ là mình sẽ hết, là chắc chắn mình sẽ hết. Thảo nói thiệt luôn, mình cứ lạc quan là mình sẽ hết, thậm chí là mình sẽ giảm được. Và bây giờ thì Thảo sẽ không nói về vấn đề đó nữa, tại vì cứ mỗi lần mà nhắc tới vấn đề đó thì Thảo có hơi xúc động một tí xíu. Nãy giờ Thảo nhéo cái cổ Thảo đỏ luôn, có nghĩa là mình muốn bình tĩnh lại cứ nắm nhéo nhéo cái mà đỏ luôn rồi nè. Nên là thôi mình không nhắc gì tới nữa. Tí nữa các bạn sẽ coi những hình ảnh của Thảo lúc trước á, và hiện tại là bây giờ Thảo đã tái tạo lại da khoảng tầm 90%. Nói là tái tạo lại hoàn toàn như lúc đầu là không thể nha, chưa thể, không phải là nói không là không đúng, sẽ được như vậy nhưng mà không phải là bây giờ. Hiện tại là khuôn mặt của Thảo là khoảng tầm 80-90% so với cái lúc mà Thảo bị. Đây kìa, nó vẫn còn một số nốt bụng hay là da của Thảo nè, cái những cái mụn mụn lớn đó, nó vỡ ra và bây giờ nó để lại một cái số sẹo này. Sẹo này là đã nhỏ rồi đó nha các bạn, cái lúc mà mới bị cái cục sẹo rất là to và lỗ chân lông rồi nó to lắm. Đây nó còn một số mụn, mụn này thì nó rất là nhỏ thôi, còn cái chỗ này bị muỗi cắn nha, cái chỗ đỏ đỏ này là hồi nãy lúc mà mình chỉnh video để mà bắt sáng rồi đó thì vô tình con muỗi nó cắn nên nó đỏ, còn lại thì có mấy mụn mụn nhỏ thôi. Ngày xưa thì mấy mụn mụn đó nó rất là to và bây giờ nó xẹp xuống từ từ rồi, nó đã nhỏ lại rồi, thì khuôn mặt của Thảo tái tạo được như ngày hôm nay đó là một kỳ tích. Thảo cảm thấy nó là một kỳ tích, không biết đối với các bạn như thế nào nhưng mà bản thân của Thảo đã thấy như vậy. Kể cả căn bệnh của Thảo vừa trải qua và Thảo đã hết hoàn toàn các bạn, hết hoàn toàn luôn, kể cả xét nghiệm gần đây nhất là Thảo không còn một cái gì cả. Nên đối với Thảo mà nói, tất cả những gì Thảo trải qua trong hơn 2 năm vừa qua tới thời điểm hiện nay, và Thảo ngồi tại đây bình tĩnh để kể lại các bạn, để chia sẻ lại cho các bạn, thì theo Thảo đó là một kỳ tích. Và Thảo cũng muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện là tại sao có cái thuốc mụn này cũng như là các sản phẩm mới mà Thảo cải tiến như ngày hôm nay. Đó không phải là vô duyên vô cớ như vậy đâu. Ngày xưa mình bán là các sản phẩm cũ của mình rất là ok, nhưng mà tại sao mà mình lại ra những cái dòng sản phẩm mới này? Và Thảo cũng xin nói rằng Thảo không có ra, mà cái người mà để làm nên những cái sản phẩm này đó chính là ông xã Thảo. Tại vì tại cái thời điểm mà Thảo quyết định là em sẽ không đi bất kỳ một cái thẩm mỹ viện nào để mà em điều trị cả, cả 100 triệu trong đó mà Thảo bỏ luôn. Có nghĩa là hiện tại bây giờ nè, một số thẩm mỹ spa, thẩm mỹ viện rồi đó là vẫn còn gọi điện cho mình kêu là ơ chị ơi chị xuyên đi, chị đi làm hết cái liệu trình mà laser chị đã đặt hay là cái liệu trình mụn của chị đã đặt. Mà thật sự là Thảo không có can đảm đi làm, tại cái lần đó làm đau quá và nó ấn tượng lại cho mình tới bây giờ, và những cái liệu trình đó vẫn còn ở đó các bạn. Thì Thảo thấy rằng là ngay cái lúc
đó đó, cái người mà vực dậy tinh thần cho Thảo đầu tiên đó là ông xã Thảo. Ông xã Thảo không hề coi Thảo như một người bệnh mà coi như là một người vợ bình thường, thậm chí hai đứa còn cãi lộn nhau vì những cái vấn đề gia đình rất là bình thường. Có nghĩa là không có sự chiều chuộng hơn, hay là không có sự mà thương hại gì ở trong đó. Có nghĩa là em bệnh rồi phải chăm sóc nâng niu được nhiều hơn. Chính vì cái cuộc sống thường ngày như vậy mà Thảo trở nên lạc quan và Thảo cảm thấy là mình rất là bình thường, mình không có gì cả. Và những cái lần đó thì ảnh đã âm thầm mua những cái nguyên liệu, mà nguyên liệu đó là hoàn toàn tự nhiên, có nghĩa là những cái chiết xuất tự nhiên hay những nguyên liệu về tinh dầu chẳng hạn. Nói chung là những cái nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên có chứng nhận organic đàng hoàng. Lúc đầu thì anh cũng mua ở những cái công ty ở thành phố, nhưng mà những công ty đó người ta nhập về, nhưng mà sau đó anh lại mua trực tiếp từ nước ngoài về, nhập trực tiếp từ nước ngoài về rất là nhiều nguyên liệu chứ không phải một hai nguyên liệu đâu. Và nói chung là để mà có ngủ mụn như ngày hôm nay á là làm chắc cũng mấy chục hũ rồi các bạn, mấy chục hũ như thế này rồi nhưng mà không bán ra thị trường. Mà cái người mà trải nghiệm là Thảo, chính bản thân của Thảo, và thực sự là nó không có hiệu quả, nó không hiệu quả đối với Thảo thôi. Chứ nói chung là có một số chị trong công ty là vẫn nói là cái thú đó nó cũng ok, nói chung là mấy chục lần như vậy á nó không có hiệu quả. Và riết đến lần này á, được cái hũ mụn này nè, là thực sự là nó có hiệu quả. Và nó và khoảng 6 tháng 8 tháng, khoảng cách đây 8 tháng, nói chung là trí nhớ của Thảo giảm rất là nhiều nên Thảo không có nhớ chính xác thời gian, nhưng mà cái hũ mụn này lần đầu tiên ra đời á là vào khoảng thời gian đó, và nó là 100% tự nhiên, không hề có bất kỳ một hương nhân tạo nào cả. Mùi hương của nó chính là những cái tinh dầu tự nhiên thôi. Và Thảo đã sức nó, hũ này là Thảo vẫn đang sử dụng nè, Thảo sử dụng mà hũ này nó sắp hết rồi nè các bạn, nó gần hết rồi, nó rất là có hiệu quả. Thảo không nói là ảnh giỏi cũng như là cái hũ mụn này nó thần kỳ đâu, tại vì ảnh không có chuyên môn gì về hóa học cũng như là không có chuyên môn gì cả. Ảnh chỉ tự tìm tòi nghiên cứu và ảnh cùng với lại mấy anh chị ở trong công ty. Ảnh cũng không nói là vợ mình bị như vậy, lúc đó Thảo không thể xuất hiện luôn. Thảo chỉ nói là Thảo có việc gia đình và Thảo không muốn làm việc nữa trong thời gian này, và tất cả mọi người đều không biết gì hết nha, tất cả bạn bè đồ gia đình đồ là Thảo giấu giếm hết. Chỉ có lúc sau này là cơ thể con Thảo bị nặng như vậy á thì ba mẹ với lại anh chị rồi mới biết thôi, còn trước đó là hầu như không hề luôn, không ai biết là Thảo bị cái gì hết. Thì ảnh đã nghiên cứu riết luôn ra cái sản phẩm này để mà Thảo bôi lên mặt á. Và lúc đó thật ra là cái sản phẩm này nó chỉ chấm lên cái nốt mụn thôi. Thảo ví dụ như là cái nốt mụn này nè, Thảo chấm thử, mình chỉ cần rửa tay cho thiệt sạch ấy, hoặc là dùng tăm bông. Thảo ví dụ như Thảo có một cái nốt mụn đây nè, Thảo chấm lên đây một cái vậy thôi. Nhưng mà ngay cái lúc đó đó các bạn, trời ơi, Thảo chấm cả gương mặt luôn, không có chỗ nào mà chừa ra hết, nó kín hết luôn và nó cũng không có bị gì hết, tại vì hoàn toàn là. Và thật sự mà nói á, nếu mà nói kinh nghiệm á, thì Thảo là xuất thân từ hóa ra, và Thảo cũng có học nhiều về da nè, hay là về những cái thẩm mỹ cho khuôn mặt rồi vân vân. Nhưng mà thực chất là Thảo cảm thấy là nể phục ảnh, ảnh không hề biết một cái gì cả, nhưng mà ảnh cùng những cái chuyên gia mà có kinh nghiệm cũng như là những cái nơi mà cung cấp những cái nguyên liệu của Thảo nè ở nước ngoài đó, thì ảnh mới xin công thức về và dịch ra cũng như là từng thành phần gì đó để nghiên cứu được cái công thức như ngày hôm nay. Và sản phẩm này á, Thảo không nói là tuyệt vời với ai cả mà nó rất là tuyệt vời với Thảo. Để mà có được cái khuôn mặt lành lặn như thế này, Thảo đã trải qua 6 đến 8 tháng á, chắc là khoảng 8 tháng á, chứ không phải 6 tháng đâu, để mà điều trị hết gương mặt cũng như là cổ đồ là hết hết rồi, chân mình mẩy nách rồi bụng đồ, nói chung là tất cả các mục đó nó đã biến mất. Và khi mà Thảo thoa cái sản phẩm này lên á thì không phải là nó thần kỳ lắm đâu, tiếp xúc đến 1 đến 2 lần á thì nó giảm các bạn, nó giảm, nó sưng, nó giảm nhức đi. Rồi sức khoảng 1 đến 2 ngày, một ngày Thảo tiếp xúc 4 lần, Thảo cứ rửa mặt lau mặt liên tục. Khi lúc đó là Thảo rửa mặt nó cũng đau nữa, có nghĩa là nó sưng cái mặt Thảo lên tới như vậy luôn á. Thảo lấy cái tăm bông á, cái không phải tăm bông, cái tẩy trang á các bạn, cái tẩy trang á, rồi Thảo dùng cái nước suối á để Thảo lau thôi,
Thảo nói là nó đau lắm, nó đau cái khuôn mặt lắm. Và khi mà Thảo làm như vậy xong á, sạch sẽ hết, Thảo rửa tay xà bông sạch sẽ hết, và Thảo cứ sức mụn lên, Thảo bôi bất chấp trên khuôn mặt luôn. Nói chung là tại vì lúc đó đâu còn chỗ nào đâu, Thảo cứ sức hết mặt rồi cổ rồi tay chân rồi dân dân tới 4 lần. Có nghĩa là Thảo lau sạch xong cái Thảo chấm tiếp, cái khoảng 4 tới 5 tiếng cái Thảo lại lau tiếp, và Thảo làm tiếp một ngày vậy á. Thảo làm hả, có bữa 3 lần, có bữa 4 lần, thì Thảo thấy khoảng tầm 2 ngày, 2 ngày thì những cái nốt mụn mà nhỏ 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 á, có một số nốt mụn là nó xẹp đi luôn, còn có một số nốt mụn là nó lên còi, và mình chỉ cần lấy tay mình khiều cái nó ra, hoặc là dùng cái cây nặng nhỏ nhỏ á, cái ông xã Thảo nặng cái nó tự bung ra. Còn những cái mụn mủ lớn hay là những mụn nhỏ các bạn, thì khoảng chừng 4 đến 5 ngày là nó tự xịt mủ lên luôn, ghê lắm, nó xịt mủ lên khủng khiếp lắm. Rồi Thảo tiếc gì đâu luôn, là lúc đó Thảo không quay lại, phải chi mà Thảo mạnh mẽ hơn. Nếu mà Thảo mạnh mẽ hơn là bây giờ Thảo có rất là nhiều video để gửi cho các bạn coi rồi. Nhưng mà không sao, Thảo vẫn có một số video như là lúc mà Thảo bị khoảng tầm 60% 70% thì Thảo có quay lại. Của Thảo nó giảm đi, nó giảm đi nhiều á, thì Thảo cũng có quay lại. Cái lúc đó mà mình có can đảm cầm điện thoại rồi á, thì mình có quay lại. Và đây là sản phẩm mụn của bên Thảo nha, Thảo không quảng cáo đâu, các bạn có thể dùng thử để biết được là cái sản phẩm này nó tuyệt vời như thế nào. Và Thảo xin khẳng định rằng nó rất là tuyệt vời đối với riêng Thảo thôi. Đây, ảnh cho thiết kế rất là đẹp đúng không ạ? Và đây là hũ mụn mới nè các bạn. Nói chung là bao bì đều rất là đẹp, và không phải nó đẹp đâu, nó rất là hiệu quả nữa. Đây là hũ mụn mới tinh nha, nó rất là đầy luôn nè, nó tới 20 g, nó rất là đầy. Và hũ này thì Thảo khui ra rồi, tại vì Thảo xài cái hũ này sắp hết rồi, nên là trước sau giờ cũng xài hũ này thôi. Thảo vẫn còn nhiều cái mụn nhỏ nhỏ lắm, đây nè, ở trên đây nữa nè, một vài mụn thôi. Nói chung là khuôn mặt như thế này là nó tái tạo lại ít nhất khoảng 80 đến 90% là ít á. Thì khoảng tầm 6 tháng nay á, thì Thảo không phải là sử dụng một mình cái mụn này không, mà Thảo có kết hợp cái serum nữa. Cái serum trên bàn này hên quá, để kế bên luôn. Thì trước khi mà thoa mụn á, thì Thảo có lo thoa cái lớp serum này. Serum này là ảnh cũng vì Thảo mà ảnh điều chế ra, có nghĩa là đã thay đổi không biết bao nhiêu là công thức chẳng hạn. Tại vì lúc mà Thảo nổi những cái mụn đó đó, thì cái lỗ chân lông nó rất là to lên, kể cả như là những cái mụn mà lớn như thế này nè, nó vỡ đi các bạn thấy không, có vết sẹo nè, vết sẹo này to lắm cơ. Bây giờ là nó đã nhỏ đi bớt rồi, nó nhỏ đi bớt rất là nhiều, và mặt Thảo bị rỗ luôn á. Có nghĩa là trời ơi, mụn nào mụn nấy nó to như một cái lu như vậy, thì đương nhiên là nó vỡ ra thì nó sẽ có sẹo thôi các bạn. Chủ yếu là ảnh làm cho nó se khít lỗ chân lông và nó tái tạo da lại, những cái sẹo của nó nhỏ đi bớt dần dần. Và Thảo sử dụng serum này á, ngay cũng bằng cái thuốc mụn này Thảo sử dụng, tại vì á, Thảo đã thoa một lớp serum trước trên mặt rồi, sau đó Thảo mới bôi cái mụn lên, Thảo mới bắt đầu là bôi cái mụn lên. Hai cái sản phẩm đó á, là lúc nào Thảo cũng sử dụng song song như vậy hết á. Và cách đây khoảng tầm 2 tháng, hơn quá 3 tháng, thì Thảo mới bắt đầu sử dụng kem dưỡng, hay là kem dưỡng ngày và kem dưỡng đêm. Cái thời điểm mà ảnh công bố cái kem ra, Thảo cũng nhớ là mấy tháng rồi, nhưng mà cái thời điểm mà ảnh công bố cái kem mà kem mới, hũ trắng hũ đen á, điện thoại không ngồi đây không có, đi lại đằng kia lấy á, thì nó xa quá Thảo làm biếng. Thì Thảo có sử dụng thêm hai loại đó. Thì sau khoảng mấy tháng mà Thảo sử dụng cái kem dưỡng đó đó, Thảo cảm thấy nó cấp ẩm rất là tốt. Lúc trước thì do là da mụn á, thì á, mặc dù là da nó bắt đầu nó nhờn á, cái lúc mà Thảo bị như vậy á, thì cái da của Thảo Thảo cảm thấy là cái bã nhờn của nó ra kinh khủng á. Và Thảo thấy cái serum này nè, nó có kiểm soát nhờn rất là tốt. Còn cái kem dưỡng thì nó cấp ẩm lại cho các bạn. Cái da nhờn á, thực chất là da nó nhờn nha, nhưng mà nó khô, nó tróc 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 ra, nhưng mà nó lại nổi hồ hồ nước nước nước. Cái da Thảo nó lúc đó nó vậy á các bạn. Ví dụ như ngồi tí vậy nè, cái nó lên nước 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 nước, hồ hồ hộp giống như đổ mồ hôi vậy á, cái tiếng bã nhờn nó kích lên á. Nhưng mà hả, những cái mảng da nó tróc 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 nó lột ra, thậm chí là ngay chỗ cái khu vực này nè, Thảo cũng còn lột một miếng da mới vừa lột xong, chắc bị đèn các bạn không thấy được đâu.
nó bị chói đèn. Nhưng mà nói chung là ngay chỗ đó nó mới, rất là khô và nó mới lột da, và ngày xưa toàn khuôn mặt của Thảo nó đều bị như vậy cả, và tay chân đều nó bị như vậy cả luôn. Và Thảo đã thoa kem dưỡng cùng người luôn, có nghĩa là Thảo đã thoa kem dưỡng cùng người luôn, và nó Thảo thấy rằng nó cách ẩm rất là tốt, và da của Thảo bắt đầu mịn mượt mượt gì nè, không thấy nó căng ra không các bạn thấy không, hoặc là rờ rờ vô nè, nó có sự đàn hồi á, chứ ngày xưa là nó không có đàn hồi gì đâu, đụng như này không có cái sự đàn hồi nè, còn hồi đó hỏi làm gì mà được như thế này, rồi nó khủng hoảng lắm. Mặc dù là hiện tại bây giờ nó chưa thể nào trở lại như cái thời mà Thảo còn đẹp được, nói chung là thời mà da còn đẹp được, nhưng mà nó tái tạo lại khoảng 80-90% như thế này, và Thảo cảm thấy hài lòng, và Thảo có thể đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè, họp lớp rồi vân vân, Thảo cảm thấy là mình cũng tự tin để gặp các bạn hơn, và mình cũng có thể là chia sẻ cái cuộc sống với các bạn. Ví như là mỗi lần là mình bận quá mình không có thể đi gặp các bạn được, và nay mình sắp xếp được thời gian mà mình đi gặp được các bạn ba la ba la, hoặc là những cái bạn nào mà thân với mình á, thì mình cũng có thể kể cho các bạn nghe là thời gian đó không phải là tao bị như vậy đâu, không phải là tao cố ý trốn mày đâu, mày thông cảm tại vì tao bị vậy đó. Nói chung là hiện tại là Thảo rất là tự tin, là các bạn rất là tự tin để mà đi ra ngoài giao tiếp, và Thảo cũng tập trang điểm để khuôn mặt của mình bớt xanh xao đi và có sức sống hơn. Nói chung là phụ nữ nhất định là phải đẹp, và khi mà các bạn đã là phụ nữ, các bạn hãy nhớ một điều rằng mình phải mạnh mẽ, và mình lúc nào cũng phải có một tinh thần lạc quan. Khi mình lạc quan là tất cả mọi vấn đề đều sẽ đi qua một cách rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Hãy nhớ nha, hãy nhớ coi hết video để chi, để thấy được một số hình ảnh mà Thảo đã bị trước đó, có nghĩa là lúc mà Thảo bị khoảng 70-80% gì đó, lúc đó các bạn coi và tự nhận xét. Thảo không có muốn nói nhiều hơn về cái lúc đó, tại vì hiện tại gương mặt của mình như thế này thì không thể nói gì cả. Nhưng mà các bạn hãy coi những hình ảnh ở sau cái video này, Thảo ghép những cái hình ảnh vào, có nghĩa là lúc Thảo mới như thế nào, và ngay cái lúc Thảo bị nặng mà khoảng 70% tàn phá là như thế nào, rồi cái lúc mà Thảo trị vừa mới gần gần hết là như thế nào, và khuôn mặt của ngày hôm nay là như thế nào. Và các bạn nếu mà biết là sản phẩm mụn này nè nó hiệu quả như thế nào thì hãy trải nghiệm thử đi rồi biết nha. Nó rất là hiệu quả, nó hiệu quả đối với Thảo, bản thân Thảo, và Thảo rất là yêu nó, cũng như là Thảo gửi lời cảm ơn tất cả gia đình của Thảo luôn luôn bên cạnh động viên ủng hộ Thảo. Thảo cảm ơn rất là nhiều tất cả luôn, bạn bè nè, tất cả đại lý, cũng như là tất cả, nói chung là không biết nói cảm ơn ai cả, chỉ dùng từ là cảm ơn tất cả thôi. Thật sự là mình cũng không biết nói gì hơn cả. Và chào tạm biệt các bạn, bây giờ là 11 giờ đêm rồi. Chúc các bạn ngủ ngon, có thể là các bạn đang ngủ hết rồi nữa không chừng, và nhớ sau khi thức dậy hãy coi hết video, và coi luôn cả cái phần mà video phía sau nha, những cái hình ảnh video họ ghép phía sau. Chào mọi người, chào mọi người nha, chào mọi người, ai rảnh thì nhớ inbox cho Thảo hay hẹn hò Thảo cà phê đi nào.